Giới thiệu với mọi người, đây là cái cô lái đòn của nó, là ông rùa ở đây nè nó. Cái đầu ổng trước nè. Rồi xong ở đây cái lên mình ổng nè. Đó, mọi người thấy không? Cái đầu ổng ở đây. Cái mình của ổng nằm đây. Đó. Biểu tượng trường thọ vĩnh cửu. Quay trở lại với Huy Family Showbiz, và hôm nay Huy đã ra tới Hà Nội, và hôm nay là có những người bạn cùng với Huy đã đi đến Tràng An, Ninh Bình. Hồi nãy giờ thì Huy đã được ăn thịt dê ở đây rồi, rất là ngon, và bây giờ bắt đầu là hành trình đi vào để đi thuyền lên tham quan cái núi và nơi mà đã cái phim Kinh Công đã quay ở đây, và đi một vòng bằng thuyền đi lên trên Tràng An. Và cho nên là bây giờ xin mời mọi người hãy theo chân cùng Huy để chúng ta cùng đi vào khám phá Tràng An, Ninh Bình như thế nào nha. Let's go mọi người ơi. Xong hết mà là... Đây là Tràng An, Ninh Bình đó mọi người ơi, đẹp vô cùng luôn á, không nghĩ nó đẹp vậy luôn. Hôm qua anh định đi cái gì đó ta, Bắc Giang chứ. Tên là Huy không biết trời mưa cho nên là từ từ nói lại đi ạ. À, mọi người ơi, sáng hôm nay Huy không biết trời mưa cho nên là bây giờ mình đã mang đôi giày ra đây, đôi giày trắng nữa. Bây giờ đây mình sẽ làm cái Hà Nội nè.
năm ấy thêm cũng lên Hà Nội. Hãy bây giờ mình cùng đi nha. Rồi ạ. Chào mọi người, bây giờ là Huy đã đến bến đò để đưa đi một vòng của Tràng An. Và đây là các tuyến nè, các tuyến mọi người có thể đi, có tuyến 1, tuyến 2 và tuyến 3. Thì theo kinh nghiệm của cô lái đò thì mọi người nên đi tuyến 2 và tuyến 3 là sẽ tốt hơn và sẽ đẹp hơn. Cho nên là bây giờ mình sẽ chọn cái tuyến 2 để mình đi. Thì tuyến 2 hình như cái ba giá vé đồ cũng đi trang nhau, mà mình đến tất cả những cái khu du lịch ở đây để mình tham quan. Đó, bây giờ ở đây là giới thiệu với mọi người, đây là cái cô lái đò của nó, là ông rùa ở đây nè, nó cái đầu ổng trước nè, rồi xong ở đây cái lưng mình ổng nè, đó mọi người thấy không, cái đầu ổng ở đây, cái mình của ổng nằm đây đó. Biểu tượng trường thọ vĩnh cửu thì tới đây là sẽ xong. Thủ đô Hoa Lư hả? Thủ đô Hoa Lư. Chưa hả? Cố đô, nhưng mà sao giờ đâu có thấy gì đâu. Chưa định. Các vua Trần có công dựng nước, bác cháu ta hãy cùng nhau dựng lấy nước.
đẹp quá. Đẹp không nói nên lời nè mọi người có thể đến Tràng An Ninh Bình để du lịch một lần nhé. Nghe lời Huy đi, không là phí đó. Cảnh thiên nhiên rất là đẹp luôn. Ồ, đi qua 3 cây số nên mới tới Tuyệt Tình Cốc. Mấy xuống gì phía sau rồi. Địch tới rồi, địch tới rồi. Từ từ giờ nó quay phim. Chưa nhận xong cái kia. Rồi. Mọi người đi chèo xuyền vui không mọi người? Vui lắm. Đi chèo xuyền thuyền rất là vui luôn. Mỗi người mỗi cây xù để treo. Có lên, có lên, có lên. Yeah, kinh công đã đóng ở đâu? Đã, ở trong đây. Ở trong này hả? Mình đi vô đây hả? Mình đi tuyến khác. Bây giờ mình đi tuyến này là mình sẽ đi vào chỗ kinh công đóng phim, phim kinh công. Họ đóng ở đây nè mọi người. Ở nhà mình là tuyến này có cái chỗ thì... Không ngờ cái hang này tự nhiên hả ta? Ở tự nhiên hả? Không hiểu luôn, ở đâu ra? Cái hang này tự nhiên, là có hang như thế này. Đẹp luôn á. Lần đầu tiên đi vô cái hang này là đẹp lắm. Mọi người ở bên Mỹ á, có xem cái video này thì hãy về Ninh Bình nha. Ninh Bình và Tràng An, Ninh Bình để khám phá. Cúi đầu, cúi đầu, cúi đầu. Cái hang này đẹp. Bây giờ mình sẽ quay tiếp đây mọi người. Ôi trời, ôi cúi.
khác rồi. Nhìn thấy nhất Việt Nam luôn đó. Mọi người về đi, nhớ đi nha, Trà Lai mình đi đẹp như nào đó. Oh,